Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Sư Pháp Phú Mỹ. Đây là kênh YouTube của Mạnh Phiêu. Hôm nay cuối tuần, Chủ nhật, mời các bạn cùng chiêm ngưỡng Moto Vlog dạo quanh một nơi rất là đẹp như châu Âu giữa lòng Sài Gòn. Các bạn biết ở đâu không? Mời các bạn cùng Mạnh Phiêu đi khám phá khu đô thị Phú Mỹ Hưng ngay giữa lòng Sài Gòn như một khung trời châu Âu. Mùa này là mùa thu châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nơi phương trời xa rất là đẹp mắt với những mùa thu nước Nhật. Nay Mạnh Phiêu Vlog sẽ làm một tour ngắn vào sáng Chủ nhật, dẫn các bạn đến một nơi không thua gì châu Âu. Ở Đà Lạt có đồi cỏ hồng rất đẹp, thì ở giữa lòng Sài Gòn có đồi cỏ vàng. Đây, khu vực đồi cỏ vàng tại Phú Mỹ Hưng, khu đô thị hiện đại bậc nhất của Sài Gòn. Các bạn cùng Moto Vlog đi tham quan khám phá những cảnh đẹp sau 5 tháng trời dịch Covid bùng phát tại Sài Gòn. Sức sống dường như là bị dừng lại, nay cuộc sống đã trở lại. Đơm hoa kết trái ngay đồi cỏ vàng với những thảm cỏ xanh mướt rợp bóng mát, làm cho tâm hồn chúng ta phơi phới, quên đi những mệt mỏi nhọc nhằn giữa thời Covid để hướng đến một cuộc sống bình thường mới đầy vui nhộn và gặt hái nhiều thành công mới. Chúc cho đại gia đình của chúng ta, các bạn xem vlog này một vào trong những ngày tháng cuối năm tràn đầy năng lượng tích cực mới. Đây, chúng ta hãy dạo quanh khu đồi cỏ vàng. Đây là mình mệnh danh là như một châu Âu giữa lòng Sài Gòn. Và bên cạnh đó, chúng ta sẽ khám phá được những cảnh sắc rất là tuyệt vời với những hàng cây rợp bóng mát hai bên đường, như những thảm cỏ xanh mượt khắp cái khu đồi này. Các bạn xem vlog thấy thế nào thì hãy comment, like, subscribe kênh để mình có những động lực làm vlog vui vẻ hơn để phục vụ cho các bạn. Đây, giữa hàng cây hai bên chúng ta không có một bóng người. Dịch Covid Sài Gòn cũng mấy hôm nay cũng khoảng trên dưới 1.000 ca, gần cả 1.000 ca, đang rất là căng thẳng nên đi đâu cũng rất nguy hiểm, nên các bạn hãy chọn cho mình những nơi để thư giãn như đây. Một vlog chúng ta dẫn các bạn đến nơi vắng vẻ. Rồi, cùng bắt đầu chương trình vlog. Sáng Chủ nhật thức dậy, lên nón, lên dép, chuẩn bị cùng Mạnh Phiêu đi tham quan đồi cỏ vàng tại Phú Mỹ Hưng và khu công viên Nam Viên với những hàng cây rợp bóng mát, xanh mát. Hơn 5 tháng rồi ở nhà chôn chân không được đi đâu. Nay cuối tuần sổ lòng các bạn ơi, đi du lịch online cùng Mạnh Phiêu nhé. Chung cư mình thì hôm nay Chủ nhật mọi người cũng nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần nên cũng khá vắng vẻ. Hồ bơi thì cũng các chị em cũng khá đông đúc. Đi đâu cũng phải có chai rửa cồn nha các bạn, xịt khử khuẩn 5K. Trong thời gian này không nên vẫn phải cảnh giác đề phòng Covid tấn công bất cứ lúc nào, dù mặc dù chúng ta đã tiêm 2 mũi. Cơ thể mỗi người, cơ địa mỗi người khác nhau, nhưng khi chúng ta đề phòng thì vẫn tốt hơn. Kháng thể chúng ta đã có, cũng có những người tiêm 2 mũi nhưng Covid vẫn tấn công nha các bạn. Đây, mình quay quang cảnh mình đi xuống thang máy, xuống tầng hầm lấy xe và bắt đầu dẫn các bạn đi tour ngắn hạn. Trong clip này mình quay những cảnh gì hay, các bạn hãy theo chân mình xem. Chủ nhật cuối tuần các bạn thường đi đâu? Cùng gia đình đi uống cà phê. Mà cà phê thì hiện nay có một số quán vẫn phải ngồi cách ly nha các bạn, nên mua cà phê về nhà uống thì tốt nhất. Và các nhà hàng, quán xá mở cửa lại nhưng mà vẫn phải giữ khoảng cách để đề phòng 5K. Quan trọng bảo vệ cho bản thân của mình vẫn hơn. Rồi, chuẩn bị xuống thang máy, xuống tầng hầm để chúng ta lấy xe và lên đường. Khi đi vô thang máy lúc nào mình cũng cẩn thận. Thấy đông người thì không nên đi, hoặc là mang theo chai xịt cồn.
xịt những cái tay vịn nha các bạn. Rồi xuống tầng hầm chuẩn bị nơi mình để xe. Chiều tối hôm qua, hơn 5 tháng trời mình lấy xe ra lau chùi sạch sẽ, bơm bánh xe, đề máy cho khởi động. Thường thường thì cũng khoảng trong thời gian dịch vừa rồi thì cũng khoảng 1 tuần mình cho đề máy 1 lần để tránh trường hợp cái bình nó bị hư khi xe mình không có sử dụng nha các bạn. Chúng ta cũng nên bảo quản chăm sóc cho xe yêu của mình. Đây, mô tô mình để dưới tầng hầm ở đây. Hôm qua đã lau chùi sạch sẽ rồi. Này em nó cũng khá sáng sủa. Rồi, let's go. Rồi chúng ta cùng khởi động máy và đi nào. Ở dưới tầng hầm nó hơi tối nên bật đèn lên chút xíu cho nó sáng nha cả nhà. Bên khu này là khu B, khu B có 4 block. Bên Aerotown này tổng cộng có 2 khu là khu khu B và khu A. Khu B được xây trước khu A ha. Tổng cộng là 9 block. Khu B 4 block, khu A xây sau 5 block. Khu dân cư Aerotown Đức Khải đây khoảng hơn 9.000 cư dân ở đó các bạn. Rồi, lên dốc chuẩn bị đi ăn sáng trước đi. Trước mắt chúng ta khởi hành đi ăn sáng. Sáng nay mình dẫn đến các bạn đến ăn hủ tiếu Nam Giang khô. Đây có thịt nè, có trứng cút nè. Rất là ngon. Hủ tiếu Nam Giang ngay đường Phạm Hữu Lầu cũng gần đây thôi. Ăn sáng xong rồi chúng ta lên đường. Đường phố sáng Chủ nhật cũng vắng vẻ hơn ngày thường. Khu này chiều tối hôm qua ngập nước rất là nhiều, tại vì khu này nó thuộc vào gần sát bên rạch nè, bên kênh ngay khu cầu Phú Xuân. Nước nước chiều cường lên đó các bạn. Rồi chuẩn bị đến quán hủ tiếu Nam Vang. Đây hoàn cảnh quán hủ tiếu Nam Vang. Mọi người được ăn khu bên quận 7 được ăn nhưng mà phải ngồi giữ khoảng cách nha. Hủ tiếu Nam Vang đây rất là ngon, hương vị đậm đà. Rồi ăn xong mình dẫn các bạn qua dạo mát quanh ngay công viên bên khu đô thị Nhật Bản giữa lòng Sài Gòn ngay Phú Mỹ Hưng. Khu này được mệnh danh là nơi đáng sống bậc nhất hiện nay tại trung tâm Phú Mỹ Hưng, với hàng loạt công viên, công trình tiện ích đẳng cấp, với nhiều cây xanh do các cư dân cao cấp tại khu này. Căn hộ ở đây được chào bán với giá 3 tỷ rưỡi 4 tỷ trở lên đó các bạn. Đây, khu căn hộ cao cấp. Rồi ở một góc quay khác mình dạo quanh khu Nam Viên, dẫn các bạn đi tham quan khu đô thị châu Âu giữa lòng Sài Gòn Phú Mỹ Hưng, khu đô thị đáng sống bậc nhất hiện nay giữa lòng Sài Gòn. Mùa thu này tại châu Âu như thế nào thì ngay tại với những cảnh sắc rất là tuyệt vời như vậy, mang đến tâm hồn phơi phới không thua gì châu Âu nha cả nhà, với những khu cao ốc, căn hộ và những cây xanh bóng mát rợp hai bên. Các bạn thấy thế nào về khung cảnh này? Hãy comment cho biết ý kiến về khu đô thị sầm uất bậc nhất tại Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng. Một góc view phía trước các bạn là khu Nam Viên với một loạt công trình rợp bóng mát, tỷ lệ cây xanh ở đây rất là rộng rãi thoáng mát. Buổi chiều đến mọi người đi bộ tập thể dục ở đây rất là tuyệt vời cho chúng ta, có một nơi đáng sống bậc nhất hiện nay giữa lòng Sài Gòn. Đây khu công viên, đồi cảnh
sắc rất là tuyệt vời như châu Âu giữa lòng Sài Gòn. Mà mình là ở khí hậu nhiệt đới, không phải như châu Âu, nên những cái lá nó không có vàng rụng rơi như cảnh sắc bên châu Âu, mùa thu châu Âu bên Ý nè, bên Pháp nè, mùa này những khung cảnh lá vàng rơi rất là tuyệt vời, làm cho những tâm hồn thi sĩ của chúng ta nổi dậy giữa cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ tuyệt vời vậy. Không thể nào mà quên đi những áp lực cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể quên đi những muộn phiền, lo âu trong cuộc sống bình thường mới sau khi đại dịch Covid vừa trải qua. Nay chúng ta trở lại cuộc sống mới, chúng ta hãy tạo năng lượng tích cực cho mình. Rồi mình đang dẫn các bạn đi qua khu mới, bên này là khu đồi Cảnh Vàng. Ở Đà Lạt là có đồi hồng ha, đồi cỏ hồng, thì ở đây là có đồi cỏ vàng. Một tuyệt tác do lòng con người, bàn tay thiên nhiên, con người tạo ra chứ không phải là thiên nhiên tạo ra nha các bạn. Giữa lòng khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đây, chuẩn bị rẽ trái để chúng ta đi vào khu đồi Cảnh Vàng, đồi cỏ vàng tuyệt vời. Khu đô thị sầm uất bậc nhất, hiện đại bậc nhất tại Sài Gòn, khu phố nhà giàu Phú Mỹ Hưng. Đây, ở đây thẳng vô là có bảo vệ nha, là khu biệt thự biệt lập, được canh gác rất là cẩn mật. Còn khu này thì đây, dọc hai bên được trồng hàng cây thẳng tắp. Gần Tết nó sẽ có những cái bông vàng rủ xuống rất là đẹp, và những hàng bông giấy rất là tuyệt vời. Đó, khu này thỉnh thoảng chúng ta nên qua đây để khám phá một khu đô thị với những cảnh tuyệt vời. Đây, bên tay phải chúng ta, khu đồi cỏ vàng ngay Phú Mỹ Hưng. Đó, các bạn hãy chiêm ngưỡng cảnh đẹp xung quanh ở đây để biết được thêm một khu đáng để chúng ta dạo quanh. Đó, mình sẽ dùng video clip này quay lại cảnh sắc khu đồi cỏ vàng cho các bạn cùng chiêm ngưỡng bên cạnh chiếc mô tô đang đậu ở đây. Đi mô tô rồi chúng ta phải nên khám phá những khung cảnh tuyệt vời nhất. Cùng chiêm ngưỡng chiếc mô tô Cruiser của mình quanh khu đồi Cảnh Vàng. Ở đây ít người biết đến vì nó cách xa khu trung tâm Sài Gòn chứ cũng không gần lắm. Các bạn trẻ thường tập trung đến khu cầu Ánh Sao hoặc là khu Resomon, nhưng mà ít ai biết đến khu này hả các bạn. Mình đang làm một shot hình đi chậm, các bạn hãy chiêm ngưỡng y như cảnh sắc trong phim Hàn Quốc á. Đó, những thảm cỏ xanh mướt rợp bóng mát mang cho chúng ta những cảm xúc rất là dạt dào trong cuộc sống bình thường mới sau đại dịch. Đó, các bạn hãy xem khung cảnh quá tuyệt vời. Đây là khung cảnh do bàn tay con người tạo ra chứ không phải là thiên nhiên hả các bạn. Hoàn cảnh khu này mình rất thích những nơi vắng vẻ như vậy. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao sao. Thôi mình thà làm người dạy ta tìm nơi vắng vẻ đi. Cuối tuần, ngày thường mình đã bận rộn với công việc rồi, thì cuối tuần mình hãy cần những khoảng cách lặng xuống như vậy, ngắm cảnh hoa rơi ở những cảnh bầu trời trong xanh tuyệt vời với những dãy hàng cây và những bông hoa, hái hoa bắt bướm. Bên con mô tô, cuộc sống ôi làm sao đẹp tuyệt vời. Rồi chúng ta chuẩn bị lên xe để dẫn các bạn đi dạo quanh tiếp ha. Khu này là khu cũng sát bên khu Eraho Đức Khải mình, nên mình cũng tận dụng được cái ngày nghỉ để đi nạp lại năng lượng mới tích cực hơn, đã chuẩn bị cho một mùa bán xe sôi động cuối năm.
Hôm nay không phải là một cái clip về review xe nữa, mà clip dẫn các bạn đi đồi cỏ vàng Phú Mỹ Hưng. Đồi cỏ vàng. Đây mình đang quay bằng cái gimbal, nó chống rung rất là tốt nên mình quay được những cảnh mượt mà như vậy để gửi đến các bạn chiêm ngưỡng cảnh sắc đẹp huyền ảo ngay tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, như châu Âu giữa lòng Sài Gòn, được mệnh danh là khu đô thị đáng sống bậc nhất hiện nay của Sài Gòn. Các bạn xem video clip như thế nào? Hãy comment, chia sẻ quan điểm, bình luận và hãy subscribe kênh, nhớ subscribe kênh để đón theo dõi những vlog tiếp theo nhé. Chúc các bạn và anh chị em có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Hẹn video clip lần sau.